văn học nghệ thuật Việt Mỹ Vala hân hạnh giới thiệu Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế Việt Film Fest sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 19 tháng 4 năm 2015 tại rạp Autolux, thành phố Anaheim, góc đường Catala và Harbor. Việt Film Fest sẽ chiếu hơn 30 phim xuất sắc của các đạo diễn người Việt từ nhiều nước trên thế giới. Vala trân trọng kính mời.